trưởng thành nó chính bởi ở cái tinh thần. Thân này không cần phải to con, chỉ cần cái tinh thần thực là vững mạnh thì cái con người nhỏ bé kia nó chi phối được những cái vật khỏe vật to khác. Cho nên con trâu, con bò, con cọp, con sư tử gì đối với cái đầu óc của con người, những con nó chỉ còn là những con thú bị loài người gông cùm xiềng xích thí nghiệm nuôi xem chơi cho vui giải trí, mà nó mạnh hơn con người rất nhiều, nó có lợi điểm con người rất nhiều. Có con tự nó biết leo cây, con tự biết bơi, con tự biết bay. Con người trời sinh ra đâu biết leo, đâu biết bơi, đâu biết bay, nhưng con người chỉ thắng hết tất cả nhờ cái trí tuệ. Rõ ràng cho nên cái trí tuệ nó là một cái lực mạnh phi thường, một cái sức mạnh phi thường, mà một cái thực sự nó tạo dựng cho mình tất cả. Chính cái trí tuệ nó tạo cho mình sản nghiệp, mà từ một vị tăng thì chính cái trí tuệ của mình, cái đức hạnh của mình có thể tạo nên một ngôi chùa. Và người ta có thể cướp được cái địa vị của mình, cướp được cái nhà của mình, cướp được ngôi chùa của mình. Nhưng có một cái người ta không cướp được, cướp cái trí tuệ của mình. Và như thế người có trí tuệ, người đó luôn luôn vững bụng. Tại vì tất cả những cái thứ mà đồng với lại nhôm kia, kẻ nào muốn giật thì mình cho, chứ không cần phải giật. Mình có cái của báu kim cương này. Mà đã có của báu kim cương kia thì đồng với nhôm muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng một người có trí tuệ chân chính thì nó cũng muốn xây dựng đạo tràng bao nhiêu cũng được hết. Ví dụ như thế. Hay là một người mà có một cái trí tuệ, có một cái gì thì người đó có thể tạo dựng bất cứ những cái gì, sự nghiệp nào mình muốn, để mà làm lợi ích cho mọi người. Tức là tạo một cái rất ư là chính đáng như tôi nói, tức là tạo cho mình bằng cách làm cho thiên hạ. Cho nên mình thấy tất cả các vị đạo sư ở nơi đời này đều được nổi danh ở cái chỗ là làm cho thiên hạ. Làm gì có vị đạo sư nào nổi danh ở cái chỗ là chỉ làm cho mình thôi mà không làm cho thiên hạ đâu. Cho nên mà đó là thành công đó, tức là toàn làm cho thiên hạ này. thì mình được thành tựu trên cái vấn đề nói trên. Thế thì mình biết rằng là dĩ nhiên là cái tình cảm ở thế gian này nó không phải là từ bi. Nhưng mà nhiều người học Phật mà khi không có rõ ràng cái từ bi thì cứ nghĩ là cái tình cảm đó là một sự từ bi. Nhưng mà đối với Đức Phật thì cái tình cảm lại là một cái cản trở từ bi. Tại vì cái tình cảm nó trong đạo Phật có một cái danh từ gọi là ái. Mà cái ngã chấp của mình phát sinh một cái ngã nó không thấy được. Cái ngã nó chỉ thấy được qua ái. Tức là qua cái mình thương, mình ghét, mình thích, mình giận, mình hờn, mình vui, mình buồn đó, thì biết là có cái ngã. Tại vì có ngã thì có ái. Cái ái đó nó làm cái ngã thêm lớn. Và cái ngã càng lớn chừng nào, cái ái càng lắm chừng ấy. Do ái mà có sinh, có muốn, có thích và có ghét. Do cái ái tự nhiên, thì khi mình ái cái gì đó thì tự nhiên mình tự nhiên tự động nó sinh ra một cái ghét. Nó sẽ phát sinh là cái ghét. Thì tự nhiên khi cái thích này nó sẽ thành thuận, và cái ghét kia nó sẽ thành nghịch. Rồi thuận thì mình muốn thủ, tức là muốn ôm, muốn giữ. Nghịch thì mình muốn xả, muốn diệt. Và vì như thế mà tự nhiên có thương, có ghét, rồi có hành động theo thương, hành động theo ghét. Rồi mới đủ thứ chuyện nó phát sinh. Cho nên chính cái ái đó mà nó làm cho mình cản trở mình vô cùng. Cho nên vì mình có tinh thần, ví dụ bây giờ mình thương vợ con mình thì mình phải vợ con mình trước, thì mình khó mà thương nổi gia đình nào khác. Nó ví dụ như thế. Rồi cái tổ chức của mình thương cái tổ chức của mình thì dĩ nhiên mình không có thể nào thương được nổi những tổ chức khác. Mình thương yêu cái ngôi chùa của mình thì tự nhiên mình cũng thương yêu được ngôi chùa nào khác. Nó ví dụ như vậy. Thì chính cái ái đó mà nó làm người ta ích kỷ. Cái ai nó làm người ta ích kỷ vô cùng. Còn cái từ bi là một tinh thần khác. Từ bi không có làm người ta ích kỷ như vậy, mà từ bi làm người ta phải bình đẳng và vô phân biệt. Và cái ái đó nó phân biệt kia, cái ái nó chỉ sẵn sàng tốt cho những cái gì thuộc về nó, và những cái gì nghịch với nó không thể nào tốt nữa. Nhưng mà cái từ bi nó thì là một cái tinh thần mà rằng là bình đẳng. Bình đẳng
đầy hết thảy. Thế thì chính vì như thế, mà chính vì cái hái đó, nói thẳng chính vì cái hái đó mà mình mới tắm phiền não. Mình phiền não hay không là ở với cái hái. Mình biết do cái ái đó mà mình mới cảm thấy bất mãn, mình mới cảm thấy buồn bực, mình mới cảm thấy tức tối, mình mới cảm thấy hận thù. Còn nếu không có cái ái đó thì mình mới cảm thấy như vậy. Cho nên cái người học Phật hay tu Phật thì phải truyền cái ái nó trở thành một cái từ bi, truyền cho nó thành từ bi. Và từ bi tức là luôn luôn nghĩ tới mọi người. Từ bi là luôn luôn nhìn tới mọi người mà không có đặt vấn đề mình nữa. Thế thì mình biết rằng là trong cái đời sống này của mình, người Phật tử của mình ấy, thì mình biết rằng mình vẫn phải có cái đời sống vật chất để nuôi cái thân này. Nhưng mà mình cũng phải có một cái đời sống tâm linh nào đó để nuôi cái tinh thần này, nuôi cái tâm này. Mình là một con người của mình nó hiện hữu, thì khi nào người ta cũng thấy nó bởi bằng hai cái phần thân và tâm. Thân và tâm, nhưng mà mình phải thấy rõ một cái điều rằng thân và tâm thì cái nào quý hơn nào? Thân đâu quý bằng tâm. Tại vì tâm làm chủ, thân làm nô lệ. Tâm sai khiến thân làm, chứ thân không sai được tâm, mà tâm sai thân. Cho nên thân này khỏe như voi, mà tâm kia nó tuyệt vọng, nó chán nản, thì cái thân khỏe như voi nó cũng không muốn sống. Nhưng mà nếu cái thân này bệnh hoạn, nhưng mà cái tâm kia đầy lý tưởng, đầy niềm tin, thì cái thân yếu đuối kia sống vẫn vững mạnh như được. Mình thấy rõ ràng như vậy. Thân và tâm là hơn. Hai cái thì thấy rõ ràng là cái tâm nó hơn. Nhưng mà vật chất thì chỉ để nuôi cái thân thôi, chứ không có để làm được cái gì cho tâm hết nữa. Còn chính cái trí tuệ hay cái tinh thần đó mới cho cái tâm của mình lớn mạnh. Mà khi có một cái trí tuệ như vậy, thì mình ở nơi nào thì trí tuệ và từ bi ở nơi đấy. Mình hiện hữu ở đâu thì trí tuệ từ bi hiện hữu nơi đấy. Mình chết, mình không mang theo được tài sản vật chất, nhưng mình mang theo được trí tuệ và từ bi. Tại vì mình ra đi chứ không phải của cải ra đi, mà mình nó chính là trí tuệ và từ bi. Mình nó là cái gì? Mình nó khi người ta đánh giá mình, người ta nói là mình tốt hay mình xấu, thì mình tốt hay mình xấu đó do chính ở cái mình trí tuệ hay vô minh. Tức là ở nơi cái tâm của mình, cái tâm nó có ba nghiệp. Nó thể hiện ra ba nghiệp là ý nghiệp, là tư tưởng, lời nói và hành động. Ba thứ đó nó biểu hiện cho cái con người của mình. Nhưng mà dĩ nhiên cái tư tưởng nó dẫn dắt hai cái nghiệp sau là khẩu và ý. Và người ta nhìn qua khẩu và ý là đánh giá được cái tư tưởng của mình. Mà người ta nói mình đánh giá được tư tưởng của mình là tốt hay xấu, và người ta kết luận là mình là tốt hay xấu. Cho nên mình với cái tư tưởng nó không lìa nhau. Mình và những cái tính chất nó không lìa nhau. Vì như thế đó mà khi mình mang một cái tư tưởng đầy từ bi và trí tuệ, thì mình chính là cái tư tưởng đó, mình chính là cái sự trí tuệ và từ bi đó. Thì như thế mình dù ở nơi thế giới nào, hay ở nơi cảnh giới nào, hay ở nơi hoàn cảnh nào chăng nữa, mà với cái trí tuệ và với một cái từ bi như vậy, mình luôn luôn được an lành, được không lo âu sợ sệt, bởi có trí tuệ và từ bi. Bởi nhờ từ bi mà mọi người phải nương mình, nhờ có trí tuệ mà mọi người phải nương mình. Người không có trí tuệ không có từ bi không ai nương hết, vì không nương không ai nương người đó, còn người đó phải đi nương người khác. Cho nên mình luôn luôn có một cái tinh thần là đi cầu nương những cái vị thánh nhân. Tại những vị đó có những cái tư tưởng tốt, cứu giúp mình. Và mình luôn luôn phải đi nương. Mà khi mình đi nương như thế, hoặc là mình đã không có một cái khả năng gì rồi để lo, tự lo cho mình, huống chi là lo cho người. Cho nên mình nhà trở, mình cũng giống như là một cái người mà là yếu lắm, chỉ biết dựa. Mà giờ đây mình trở thành một người mạnh lắm, cho người ta dựa. Tức là mình khi mà phát sinh một cái từ bi và trí tuệ, khi phát sinh từ bi một cái thì tự nhiên thiên hạ tại thiên hạ cảm thấy mình tốt và cần tới mình, cần tới cái tốt của mình. Như tôi nói, đời ai cần cái tốt. Nhưng mình phải hiểu rằng là mọi cái yếu tố nói trên, mọi yếu tố mà tốt đó nói trên đó, mình có đầy đủ. Chẳng hạn bây giờ Đức Phật có thể bố thí mọi thứ, mình cũng có thể bố thí mọi thứ.
Đức Phật có thể xả, mình cũng có thể xả, tại mình chịu xả. Bây giờ ai chê trách mình hay mắng mình có thể nhịn, chứ không phải là không thể nào nhịn đâu. Nhưng tại mình không chịu nhịn thôi. Mình có thể nhịn, mình có thể bỏ qua, mình có thể tha thứ. Mình có thể không nghĩ tới mình nữa mà nghĩ cho người, được chứ. Tại mình không chịu nghĩ, tại mình chịu làm. Nhưng nếu bây giờ mà mình mở lòng mình ra, mình không cần phải sửa ai, hãy mình phát sinh cái từ bi đó ra, thì mình không cần phải sửa ai nữa. Mà thiên hạ tự nhiên trở lại sửa mình, tự nhiên thiên hạ thành sửa mình. Và mình sẽ thấy mình mạnh mẽ, mình sẽ thấy mình vững chắc hơn là mình đi sửa. Như vậy thì những người học Phật đầu tiên bước đến với đại đạo Phật thì đương nhiên Đức Phật chỉ bày nên nó phải pháp của đệ tâm, tức là pháp tâm cầu sự giác ngộ, là cầu hai thứ trí tuệ và từ bi. Cầu trí tuệ để được hiện như Đức Phật, cầu từ bi để cứu độ hết thời chúng sinh, hết thời chúng sinh, chứ không phải một số chúng sinh mà là tất cả chúng sinh, để thể hiện một tinh thần thiện toàn mãn. Cái thiện đó không trường người, cái tinh thần cũng giúp đó. Như vậy thì phải phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà người Phật tử thì rất ít phát Bồ Đề Tâm, ít học Bồ Đề Tâm. Và Bồ Đề Tâm nó là cái tâm khi nào cũng, và khi nào cũng phải cầu một cái trí tuệ thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh. Tức là trên thì cầu được như Đức Phật, dưới thì cầu phải độ tận chúng sinh, phải hóa độ chúng sinh, phải cứu giúp chúng sinh. Cứu giúp chúng sinh nó là cái tâm từ bi. Thì có như thế đó thì mới là học Phật, còn có như thế mới hiểu được đại thừa Phật pháp. Tại vì với cái tinh thần nói trên, tinh thần mà nghĩ tới sự hóa độ, chứ không phải là tinh thần cầu được sự độ. Đến với đạo Phật không phải cầu Đức Phật cứu độ mình không thôi, mà cầu Đức Phật cứu độ, mà để được Đức Phật cứu độ, tức là được cái tinh thần đó, được Phật pháp được cứu độ, chỉ có một cách, độ tận chúng sinh. Tức là phát tâm vì tất cả chúng sinh, làm tất cả cho mọi người, thì tự nhiên mình đắc độ, mà tự nhiên thiên hạ được độ. Cho nên Triệu Châu mới nói với bà cụ già, thế là bà về bà nguyện như vậy đi, bà nguyện bà là người thành Phật cuối cùng và hết thời mọi người đều thành Phật trước. Thế như vậy thì tụng chung hôm nay những gì mà tôi muốn nói á, thì tôi muốn nhấn mạnh đến cho tất cả Phật tử chúng ta, những người mà có cái nhân duyên tu học Phật, mình phải luôn luôn chiêm nghiệm lại khi mình tụng một bài kinh trước Đức Phật, là mình đều nhớ cái ý nghĩa mà khi nào Đức Phật cũng nhấn mạnh những cái chữ mà ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng tập đạo. Cho nên vì như thế mình không cần phải cầu cái gì cho mình hết, mà mình hãy cầu cho hết thời chúng sinh. Mà cầu cho hết thời chúng sinh đó chính là cầu cho mình, cái cầu chúng nhất, giá trị nhất và chân chính nhất. Mà học Phật cũng chỉ để rằng là như vậy, không phải để Phật bảo vệ mình, mà học Phật là để mình có khả năng bảo vệ người, bảo vệ mọi người. Nên như vậy thì chính vì như thế mà phải phát của đề tâm. Mà phát của đề tâm thì đương nhiên rằng là trước khi tụng kinh tụng kệ, trước khi niệm Phật, đều lấy cái Bồ Đề Tâm đó làm cái nguyện của mình. Tức là nguyện thượng thì cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, làm cái gì cũng phát tâm như vậy. Tức là nguyện thành Phật độ chúng sinh, nguyện thành Phật độ chúng sinh, luôn luôn như vậy. Tức là đến đối với lại đạo, đối với lại Phật pháp thì phải như vậy, chứ mình không thể nào đến với Phật pháp bằng một cái thái độ chỉ cầu cả, và phải đến với một thái độ, một tư tưởng lớn của một con người trưởng thành. Không đến với một đứa con người cầu cha mẹ, mà đến với một người học trò cầu thầy. Mình phải đến với lại đạo Phật, phải đến với Phật. Thế thì đó là những cái gì căn bản đầu tiên mà hôm nay tôi muốn nói đến. Tuy nhiên mình còn có đến thứ ba, lại cũng có một cái buổi nói chuyện nữa, phải không Minh Huệ? Dạ. Và chủ nhật tuần sau, chứ không phải chủ nhật mai, chủ nhật sau nữa,
Và vừa lẽ rằng là hôm nay thì tôi cũng xin cáo lỗi một tí, là vừa lẽ suốt ngày hôm nay từ sáng, từ 7 giờ sáng, từ rời Miami đến đây về cho tới nhà anh Minh Giới này là cũng đã là 4 giờ chiều hơn rồi. Rồi thì 5 giờ rồi, rồi lại còn phải ngồi nói chuyện tí xíu với lại gia chủ nữa. Rồi sau đó thì đến nhà anh Minh Đạo dùng cơm, coi như tôi không có được nghỉ. Dùng cơm xong thì chạy lạc đường lạc xá lên tới đây, ngồi mỏi mệt vô cùng. Suốt ngày ngồi phi trường không ăn một cái hộp cơm trong bụng, từ sáng cho đến chiều, cho đến khi tới nhà anh Minh Đạo ăn cơm. Và tối qua thì tôi phải giảng ở West Palm Beach cho đến về tới nhà đó là 11 giờ đêm. Mà đến đó còn phải tụng một thời kinh cầu an cho ra cho một lạy Phật tử trong nhóm. Tại vì trong nhà có chuyện, có việc nữa là không vui. Rồi phải giảng một hơi nữa. Đó. Đó là ngày hôm qua, mà chưa kể là suốt cái ngày mà tôi đặt chân qua cái xứ Bắc Mỹ này. Đây là từ chùa Đức Viên San Jose, là giảng kinh Viên Sát, đó là ngày nào cũng giảng, đêm nào cũng giảng. Cộng với weekend thì phải hai cứ, sáng cứ, chiều cứ. Rồi rời chùa Đức Viên đi, nó xuống chùa Vạn Hạnh ở San Diego thì mới tới buổi chiều, mới tới khoảng, về tới chùa khoảng 2 giờ chiều. Mấy ông hội trưởng, hội phó gì đó thiết cơm, đãi cơm tôi ăn xong là cũng gần 4 giờ chiều. 4 giờ chiều mới ngồi nghỉ một chút xíu, tới 5 giờ thôi là có người rước đi tới nhà của đạo hữu 6 giờ. Ăn một bữa cơm chiều tiếp tục mà chưa có đói gì hết. Xong rồi ra là 7 giờ là phải giảng một thời. Giảng một thời cho tới tối khuya, tại giảng xong còn hỏi nữa. Và tới tối khuya về, về mới ngủ dậy một cái đó thì sáng ra đó là phải lên chùa. Lên chùa rồi thì cái ngày viết Quan Âm tôi phải giảng thời về ngày Quan Thế Âm, giảng thời đó xong tụng một thời kinh Phổ Môn, tụng thời kinh Phổ Môn xong ra ăn cơm trưa vội vã rồi trở vô chính điện giảng một thời nữa. Giảng xong một cái thì người ta cũng hỏi tới hỏi lui, nói dăm ba câu gì đó, rồi phải leo lên một chiếc xe hơi chạy về Santana. Chạy về Santana tới thẳng một nhà đạo hữu làm khách nữa, ngồi salon nói chuyện nữa, rồi ăn cơm ăn nước. Ăn cơm ăn nước xong ngồi nói chuyện cho tới khuya khoắt được về đi ngủ. Được về đi ngủ xong sáng dậy một cái thì tôi phải được đưa tới chùa Huệ Quang của Thượng Tòa Minh Mẫn giảng một thời. Giảng xong ăn cơm xong một cái thì nhảy lên trên một chiếc xe khác chạy qua chùa Dương Tích. Giảng một thời thứ hai. Giảng thời thứ hai xong rồi thì lao lên xe chạy đi ăn cơm khách. Là ngồi nói chuyện, giảng bỏ túi, giảng salon, giảng ở trong nhà. Cho đến tối khuya mà cứ như thế. Bây giờ nghĩa là người tôi nó như rồi đó. Thành thử lắm là tôi xin phép là hôm nay mình thôi ngắn gọn, tôi chỉ có trình bày những ý nghĩa tổng quát như vậy, rồi mình còn có thể dành cho cái ngày thứ ba hoặc ngày chủ nhật tuần sau, có thể tôi được nghỉ ngơi vài dăm ba bữa rồi thì nó thêm lên. Đó là khi tôi chưa nhìn tới một cái tiến trình là hôm nay đây, ngày mai đi Biloxi giảng, ngày mai đi Ba Tông Ru giảng, rồi thứ hai được nghỉ, thứ ba giảng, rồi thứ tư có lẽ được nghỉ phải không, rồi thứ năm phải lên đường đi Pensacola, rồi thứ sáu có giảng, thứ bảy có giảng, rồi chủ nhật hai cứ. Xong rồi sau đó tôi đi Washington DC, tôi được nghỉ thứ hai, thứ ba tôi giảng Washington DC, rồi thứ tư tôi nghỉ, rồi thứ năm tôi đi qua Chicago, thì thứ sáu tôi giảng ở Wisconsin, ở Milwaukee, chùa Phước Hợp. Thứ sáu rồi thứ bảy trở về chùa Phật Bảo ở Chicago thọ bát quan trai, tức là giảng ba cứ. Rồi sáng chủ nhật trước khi ra phi trường, 1 giờ trưa ra phi trường, 10 giờ giảng cho tới 11 giờ rưỡi, xong rồi Phật tử chùa Phật Bảo sẽ đưa tôi ra phi trường O'Hare để tôi bay đi qua bên Buffalo. Đến Buffalo khoảng 5 giờ chiều thì tôi sẽ được đón đem về chùa truyền tam quy ngũ giới cho một số Phật tử ở đó, xong rồi giảng một thời nữa, sau đó đem lên xe về tôi tục Canada. Đó là chương trình tương lai á. Còn là hiện tại, còn quá khứ là tôi cũng như rồi, mà hiện tại là đó, và tương lai nghĩa là tôi cũng dám nhìn tới tương lai, nghĩa là cứ nhắm mắt là tới đâu hay đó, nghĩa là cứ dấn thân tại nó tới đâu hay tới đó thôi. Bởi vì cái chỗ nào cũng chẳng hạn như là Miami hôm qua rồi West Palm rồi thì mọi người cũng cứ xong rồi khi nào cũng có hỏi,
hỏi tới hỏi lui, rồi tôi phải đáp tới đáp lui thành lâu lắm. Đó. Xong rồi suốt trên đường đi trên xe là cũng phải thuyết pháp bỏ túi rồi. Tại vì những người đi trên xe họ hỏi, họ hỏi là cứ phải đáp như vậy cho đến khi đến cái địa phương nào mà cần phải giải. Và lại chúng tới đây sao nó nóng quá. Ở bên kia nó khá hơn tí. Đó. Về tới đây nó nóng hầm nữa. Thôi thì mình còn hẹn tuần sau, chủ nhật tuần sau, thứ ba thì tôi e là mọi người đi làm, cho nên cũng bận rộn vô cùng. Nhưng mà chủ nhật thì có thể được nghỉ ngơi, và chủ nhật cũng là cái ngày cuối cùng tôi ở đây, thì có thể mình sẽ có nhiều chuyện nói hơn và tha hồ hỏi. Thì là mọi người cứ việc hỏi thôi. Và cũng như cái thời thứ ba thì tôi nghĩ rằng phải đi làm rất đông, cho nên mọi người đều bận biểu. Nhưng mà nếu người nào mà đến nghe thì tôi nghĩ là cứ chuẩn bị trước đi, tôi chuẩn bị câu hỏi và cứ việc hỏi rồi tôi đáp thôi. Để tôi đáp thôi thì như thế thì tiện, tại vì cũng ít người thôi. Dù sao đi nữa thì đây cũng chỉ coi nó là cái nhân duyên bước đầu, nó nhân duyên, thì cái nhân duyên đầu này thì nó có những nhân duyên kế tiếp nữa, thì mong là những cái nhân duyên kế tiếp nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Vậy thì mình có thể niệm hồi hướng.